Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kịch bản phim này. Đây, mở nắp hộp. Chạy ra. Và mở nắp, bắt đầu vẽ. Đấy ha, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái miệng cười này. Làm sao đây? Trên vùng nhìn top. Đó, chúng ta định vị trí. À, bạn mình đang đứng sẵn ở đấy rồi. Sẽ phóng lớn lên. Chúng ta sẽ vẽ một cái arc. À, một cái cung bắt đầu từ vị trí này ra tới đây và bẻ xuống xí. À, miệng cười. Rồi mình cũng vẽ luôn một cái cycle để làm cái khuôn mặt hình tròn tí xíu chúng ta sẽ xài tới. Thì chúng ta cũng căn cho nó hợp lý một tí vào đây. Rồi về lại vùng camera. Đây. Thì chúng ta tạm thời tôi sẽ ẩn cái tiếp kem này đi. Chúng ta để lại hai cái này thôi ha, tức là cái miệng cười, cái cung này thôi ha, antenna quỳ. Mình nói cho nó dễ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một size under. Mình lấy một sphere có thể cũng đẹp nữa. Mình lấy một sphere đi, à, một cái sphere như thế này. Rồi. À, mình sẽ map vào đây một cái path deform. Path deform nhớ là phần WSM. Chúng ta sẽ pick path, pick vào đây và move vào vô. À, rồi, mình sẽ cho bán kính bé lại, bán kính quad chuyển to vừa vậy thôi. Rồi, move vô. Bây giờ mình sẽ diễn dần theo kịch bản của mình hồi nãy là 225 ha, tôi tới 250. Tôi sẽ giãn ra theo đường dẫn, stretch là giãn ra đường dẫn, bơ sen là chạy theo đường dẫn, cái này là xoay theo đường dẫn và này là twist là vặn theo đường dẫn. Thì stretch này tôi tăng lên 200. Ui nhiều quá, 50. À, tâm nó đang ở giữa không được, chúng ta sẽ về sphere và hoặc là chúng ta tạo về sphere chúng ta chọn ở đây là base in bypass nha. À, thì cái tâm nó từ ở dưới đáy này chứ không phải ở giữa. Và sau đó chúng ta tăng segment lên chứ nó hơi sượng ha, chúng ta tăng segment này khoảng 100. Rồi về lại đây. Đó, giờ nhiều quá, mình giảm xuống 20. Đó, 18. 17 16 rồi. Đấy, thì chúng ta có, chúng ta chuyển perspective, chúng ta quan sát nha, chúng ta có cái miệng cười như thế này. Thì chuyển perspective mà perspective rồi mình mới xoay ha, để không có hư vùng nhìn camera nó đây. Thì vậy thì chúng ta sẽ bật auto key lên. Chúng ta nhớ vậy ha, bắt đầu từ vị trí 200 thì chúng ta hoặc là từ vị trí đầu tiên luôn 200 đi, mình cho cái này bằng 0. Rồi. Tới 250 chúng ta sẽ cho này là 15. Rồi ha. Tắt. Rồi chúng ta sẽ thấy anh bạn mình à, nó key đầu nữa ha. Chúng ta sẽ delete cái key đầu ở đi. Rồi chúng ta sẽ thấy anh bạn mình đã đứng ở đó và tới lúc đó cần vẽ thì nó mới vẽ, nó chạy ra đây. Đó, đây. Đấy ha, rồi. Lấy lại nè. À, trong lúc hộp mở nắp, tuýp kem chạy ra. Rồi, nhấc bút lên bắt đầu viết thì cái nét bút tôi đã chạy ra tới đây. Xong ha. Để tôi giảm bớt chút xíu cho nó vừa khớp thôi. Vừa khớp thôi ha, đúng quá. Vậy thì sự giảm là giảm ở đây. Kích phải chúng ta đây ha. 15 thì mình sẽ giảm xuống sao nhìn thấy cái đầu đó thôi, cái cỡ này thôi. Đó, vừa khít ha. 12.9. Rồi. À, bây giờ tôi sẽ tạo một cái dummy. Một dummy ha. Trên vùng nền này. À, dummy này tôi sẽ cho nó được kéo theo bởi cái nhân vật sphere này của tôi. Sphere giãn đến đâu thì đem theo dummy đến đó. Thì chơi vào trong trong motion ở đây, phần position, vị trí của nó. Bây giờ tôi không có chạy theo ý tôi mà tôi sẽ chạy theo modify của người khác. Bây giờ mình pick cái đối tượng đó, đối tượng mày muốn đi theo. Sau đó thì chúng ta sẽ để tại vị trí 250. Và chúng ta set vị trí position cho nó đây. Vậy là tí nữa mấy bạn chạy tới đây giùm tôi nè. Đó. Đây ha. Rồi, chúng ta sẽ được như thế này đây.
Dummy đứng đó, và khi mà anh bạn này chạy giãn tới đâu thì Dummy đi theo tới đó ha. Thì Dummy này chính là cái nhân vật trung gian để cái cây kem của tôi, kem tuyếp kem của tôi nó sẽ đi theo. Sau khi tôi có attachment rồi thì tôi antenna quy, tôi mở ra. Nếu mà mình lấy cái côn ghét này, cái tuyếp kem này mà mình ninh vào đây ngay thì chuyện này xảy ra. Chúng ta quan sát. Tôi muốn giải thích chứ không tôi làm luôn là xong rồi. Đấy lệnh linh ha. Tôi với linh với dummy. Đó. Thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Nha, là nó bị nó đang nằm ở trong cái tuyếp, cái hộp đàng hoàng, linh cái tự nhiên giờ nó ra đấy nằm luôn. Đúng không? Nó nằm nằm ở dưới mặt nước ấy. Nhúc nhích nó chạy đua tua ở đây. Rồi nó tù lua hết. Đúng không? Không được ha. Tôi sẽ undo lại. Công trình mình làm nãy giờ được chưa? Rồi. Vậy thì khi mà chúng ta muốn có một cái tuyếp kem nó vẽ vào đây thì lúc này chúng ta sẽ ăn gian nha. Chúng ta sẽ phải làm một kỹ thuật, một cái mẹo nhỏ ở chỗ này. Chúng ta sẽ chọn cái tuyếp kem, cái nắp này mình phóng cận lên một chút xíu đi, cùng với cái miếng bên trong. Nào, chúng ta sẽ vô menu edit, chúng ta clone, tức là copy ra thêm một cái ở chế độ copy ha. Thì đặt tên đây là tuyếp số 2. Rồi. Thì lúc này mình sẽ lấy cái tuyếp số 2 này xóa hết chuyển động phía trước đi, không để gì hết. À, mình chỉ để dành riêng cái cây này á, để mà viết thôi. Trước khi xóa thì tôi muốn undo lại. Tôi để ở cái trạng thái này đã. Ở trạng thái này, ở phía trước tôi delete. Để nó khớp với này cái tọa độ của cái cây thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cây thứ hai này và cho nó đi theo cái dummy. Thì nó không còn ghi gì phía trước hết. Thì tôi sẽ lấy cái cây này. Chúng ta di chuyển sao cho nó khớp vào với cái dummy đã. Chúng ta sẽ thấy cái cây thứ nhất đúng không? Tạm thời ẩn cái cây thứ nhất này đi. Tí xíu nữa mình sẽ ẩn luôn. Cái này cũng vậy. Chúng ta ẩn thêm ha. Đấy. Mình còn cái nắp cứ để nó đi tí cách. Đây ha, chúng ta căn trên các vùng nhìn cho nó thật khớp vô. Dummy đây. Cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ nhích nó lên trên cao một chút xíu. Rồi, xích nó vào đây một tí nữa luôn. Đây ha, tôi sẽ ẩn cái nắp kia. Rồi. Bây giờ chúng ta link select và chúng ta link với cái dummy. Vậy thì chúng ta quan sát này. Đúng không? Trong tí nữa chúng ta sẽ ẩn đi ha. Tức là cái nhiệm vụ của cây tuyếp kem thứ hai này là chỉ để dành viết thôi, chúng ta sẽ viết quét ra đây. Giờ mình muốn nó đẹp hơn một tí xíu thì tại 250 chúng ta chuyển về nhìn camera để chúng ta xem nha. Đó. Ta viết thì nó hơi đứng ở giữa, nó quét ra về nhìn không hay lắm. Chúng ta muốn cho nó tự nhiên hơn thì chúng ta sẽ sửa thôi. Bật auto key lên trang 250, xin lỗi file 250. Chúng ta sẽ chọn cái anh chàng này, con ghét này ha, chúng ta xoay theo ý mình. Đó, mình muốn là cái tay viết này viết theo cái cách nào đó thì chúng ta cứ việc là để nó theo ý thích của mình. Đây. Thì vậy thì bây giờ anh bạn này ở đây sẽ viết ngoéo qua đây. Rồi. Thì cái nắp này lúc này mình có thể thôi không cần quan tâm ha, tại vì nó đi rất là nhanh thì chúng ta sẽ đã có được là tiếp thứ hai đã viết thế này. Thì nó có cảm giác là chúng ta hơi ngoáy một tí để chúng ta viết. Nếu chúng ta không muốn nó ngoáy thì tại vị trí 200 này chúng ta dựng nó lên. 200. Là dựng đứng lên. Chúng ta có quyền ha, nhớ bật auto key. Đó. Như vậy. Rồi, chúng ta sao đầu tiên nó như vậy, đúng không? Vậy nó đứng lên như vậy, bắt đầu nó viết. Rồi ha. Trong vòng 200 50 frame từ 200 đến 250. Bây giờ nhiệm vụ của nó là trước khi xuất hiện cái nét viết, tức là trước 200 frame thì anh bạn này không được xuất hiện. Ẩn hết đi luôn. Thì chúng ta sẽ kích phải vô. Chúng ta vào trong curve editor. Rồi ha, chúng ta sẽ tạo một cái điều khiển
bằng cách chọn một cái tuýp này, chúng vào curve, chúng ta vào trong xem nào, vào key curve, đúng rồi, khoan ha. Rồi chúng ta vào menu edit, chúng ta chọn visibility track và chúng ta add một cái, vậy thì nó sẽ thêm một cái này, một cái rãnh điều khiển sự ẩn hiện. Thì tôi sẽ lấy lệnh add key, tôi add một key tại điểm 0, một key nữa tại điểm 200, thì tôi cứ add đi rồi tôi điều chỉnh ha. Sau đó tôi lấy lệnh di chuyển, tôi chọn một key này là kích phải vô, thì đây là frame số 0 thì tôi không muốn nhìn thấy cho số 0, và tôi để cái out của tôi là dạng step thì nó giữ bằng 0, tức là ẩn suốt từ 0 cho tới đúng 200 ha, tôi cho 200 mới được xuất hiện, được chưa? Vậy thì sau khi đó chúng ta sẽ thấy là này, chúng ta sẽ thấy nó ẩn đi và cho tới đúng 200 đó, nó xuất hiện để ta biết. Đó, tương tự như vậy chúng ta cũng phải ẩn những cái nhân vật tương tự còn lại ha. Rồi tôi sang Perfecti và tôi zoom vô gần cận cái miếng bé bé ở dưới này để xem nếu mà nó ẩn luôn, mẹ ẩn mà con ẩn hết thì mừng quá, đúng rồi. À, vậy chúng ta chỉ cần làm một lần thôi ha, mẹ ẩn thì con ẩn theo. À, và chúng ta nên xoay một tí này, chúng ta thấy hơi kỳ kỳ ở chỗ này đó, cái nắp này nó quẹt trên cái chữ này thì còn gì nữa đúng không, thì chúng ta sẽ xoay làm sao cho mình vẽ nắp cho nó dễ. Vậy thì mình tại 250 này nè, hay là tại cái chỗ bắt đầu nó quét này ha, chúng ta sẽ bật auto key lên 220 đi đó. Thì thay vì để nó quẹt lên cái hư cái đấy vậy thì chúng ta sẽ xoay ha, xoay theo trục này đấy. Rồi bẻ đó, cho nó dạng nó không để cho nó làm hư ha, cái nắp nó nằm bên hướng khác. Rồi chúng ta xem nè, giờ lên ha, đó, nó quét tới đây. Thì khi qua đây mình muốn đưa cái mặt quảng cáo ra cho nó đẹp thì chúng ta xoay nó lại. Thì khi xoay này chúng ta sẽ lấy hệ trục tọa độ local của nó và chúng ta xoay cho nó xoay nó trở lại cho nó đẹp, trục z được không? Đó, thì nó vừa viết nó vừa xoay. Rồi mình sẽ xem được đây, bắt đầu xuất hiện và viết nè, viết viết không có ăn đúng không, viết không có ăn hư cái nét cười của mình. Rồi chúng ta vừa mới diễn xong, chúng ta tắt auto key. Tiếp theo chúng ta sẽ ân hai cái tiếp kem thứ nhất đây. Thì cái tiếp kem thứ nhất này tới farm 200 là xong nhiệm vụ rồi thì phải ấn đi để cho cái tiếp kem thứ hai nó biết, còn tiếp kem thứ nhất là chỉ chui từ ở trong cái hộp này ra thôi. Vậy thì chúng ta cũng kích phải vô, chúng ta mở curve editor lên, nếu cầu toàn chúng ta đổi lại cái cylinder 1 này bằng tên ở đây là tuýp số 1. Rồi chúng ta chọn tuýp số 1, chúng ta vào menu edit, chúng ta mở visibility track, chúng ta chọn vào cái track visibility, chúng ta add key, cũng hai key, một key 0 một key 200, nhưng mà chúng ta làm ngược lại cái tiến trình hồi nãy, tức là tại frame 0, tại frame 0 anh bạn này bằng 1, tức là tồn tại đến frame 200 thì anh chàng này sẽ biến mất, và cái sự tồn tại của đối tượng giữ ở chế độ step, tức là giữ thẳng tồn tại, tức là nhìn thấy cho đúng 200 bụp một phát, từ 199 đến 1200 cái là biến mất đấy ha. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi như sau đây. Biến mất, chỉ còn một cây biết thôi. Đây là cây thứ tiếp thứ nhất đây, đã bị ẩn đi ha, đúng cái thời điểm thì chúng ta sẽ thấy là khách hàng chỉ tưởng là một cái chứ không phải hai cả. Đây là một cái mẹo ha. Sau đó rồi chúng ta vẽ xong rồi đúng không, bây giờ kịch bản của mình chúng ta thấy là vẽ xong rồi, chuyện gì xảy ra xem tiếp. Đó, anh bạn này mà xoay 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 từ trên chạy xuống, rồi tôi sẽ làm anh bạn đó xoay trên chạy xuống bằng cách chúng ta vẽ một tấm plan tại vùng nhìn front. Chúng ta sẽ vẽ một cái nằm trên này đi. Rồi chúng ta sẽ map chất liệu vô, cái hình nó vô ha, thành phần diffuse, chúng ta sẽ lấy bitmap, chúng ta lấy cái hình có màu map vào show ra.
Rồi, thì mình sẽ chỉnh cái độ rộng cho nó tương thích với tấm hình mình một chút. Rồi. Thành phần opacity, chúng ta lấy bitmap và chúng ta lấy hình đen trắng. Thì theo nguyên tắc, nếu anh chị đã học lý thuyết rồi thì màu trắng nó sẽ giữ lại, màu đen nó sẽ lặp đi. Vậy thì màu trắng đã tính là chính là cái khu vực mà chúng ta muốn xuất hiện lại, tức là hai em bé này cùng với chữ Share Mice và Colgate và cái biểu tượng logo ở đây. Đấy, thì hai cái này chúng ta phải sử dụng Photoshop để chúng ta biên tập. Thì coi như bây giờ tôi đã có. Thì chúng ta thấy ở đây, tôi tắt background thì bạn thấy đây, nó trong suốt. À, thì bây giờ bạn render ở đây, bạn xem thử nó cũng trong suốt. À, có điều là lớn hay nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ về lại vùng nhìn camera. À, anh bạn mình nằm ở trên như thế này. Thì tôi muốn từ ở trên chạy xuống, tôi sẽ để bốn vùng nhìn. À, 250 thì viết xong đúng không? Thì tới 300 thì anh bạn đó từ ở trên chạy xuống. Thì tại frame 250 đi. Tôi sẽ bật set key, tôi để bạn này cao hơn lên. Cao hơn lên ha. Rồi, tôi set một key. Tới frame thứ 300. Tôi sẽ để anh này chạm xuống đây. À, chạm xuống mà nó lại gần đây, chúng ta quan sát phim. Nó làm ngay ở chỗ này, cho nên tôi sẽ set key chưa? Set key đã nha. Rồi tấm bị bật đi. Tôi sẽ kéo nó lên, anh bạn này nằm xe. Đây. À, vậy thì tôi sẽ điều chỉnh xuống. À, hồi nãy tôi chạy Z Z position thì tôi cho xuống thêm tí nữa. À, xuống thêm chút nữa. Không thấy chạy gì hết trơn. Thôi nắm tay đi. Đây như đây. Phát sinh kỳ gì đây bỏ ha. Frame 300. 300 rồi, 301 rồi. Thôi diễn luôn thì lại đi. Làm lại ha. Đã ở trên tới frame 300, nhập đúng 300 ở đây. Rồi kéo xuống. Bật set key lên ha. Xuống tới chạm vào đây. Rồi. Set key. Thì vậy thì chúng ta đã có ở trên này tới lúc mà chạy xuống, mà nó không có chạy xuống thường mà xoay 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 xuống. Vậy thì mình tiếp tục mình cho xoay. Thì chúng ta tại đây. À, chúng ta đã set key rồi đúng không? Tới đây chúng ta xoay đi. Chúng ta xuống, ta xoay bao nhiêu vòng? Tôi muốn xoay cho nó 360 độ. À, đây xoay, đây là âm hay dương? Dương ha. Ý. Thì ở đây tôi xoay 360 độ thì chúng ta sẽ thấy vậy chưa. À, tôi sẽ xoay bằng tay vậy, làm 300 300 rồi xoay. Nãy mình xoay y ha. Đó. Muốn nó hơi nghiêng nghiêng vậy, xếp một kỳ rồi mình thấy xoay chưa đó đúng không. À, xuống lại xoay, xoay 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 chạy xuống đây. Thì chúng ta muốn ấn tượng một chút xíu thì khi chúng ta cho xoay chạy xuống thì chúng ta sẽ khoảng 5 frame sau, 305 305 đấy, thì tôi cho anh bạn này lên ship, set một key, sau đó copy anh bạn này, nhấn ship kéo qua đây, rồi chọn lại, chọn hai key kéo qua đây. Ý tôi muốn là nó xuống mà nó dập dập một chút xíu rồi ha. Thì đây xem ha. Đó, dập dập một chút xíu ở đó. Rồi, tắt kỳ. Vậy là chúng ta diễn thêm được một anh bạn này nữa. Nhưng mà theo mà kịch bản thì cái này xe ở mai này hơi bị lớn. À, hơi bị lớn, đâm ra cái bố cục của mình nó không còn ấy, thì chúng ta sẽ scale nhỏ lại xí. À, khi scale nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh xuống xí thôi, không sao hết. Đấy ha. Rồi. Mở nắp tiếp kem chạy ra biết. À, cái thời điểm đó ta chưa hợp lý lắm. Rồi dập dập một cái rồi ha. À, tôi sẽ chỉnh ở chỗ này, chúng ta quan sát đây chỗ bị sai chỗ này đây. À, không đứng ở chỗ này nó không đúng, mình phải xích lên một chút xíu nữa. Vậy thì cái thời điểm mà xích ra là bạn chọn đó, chúng ta hồi nãy chúng ta diễn là chạy ra nè. Rồi đứng lên nè. Thì khi mà vừa đứng lên như vậy ha, tôi sẽ bật
Auto Key. Rồi sẽ kéo lại phía trên này một tí nữa, ấp vô cái vị trí này luôn. Auto Key nha. Rồi. Thì ta sẽ chạy ra à, xem lại nè, lay nè. Vậy là nó ra đéo, đó là mất mất liền. Vậy là trăm bao nhiêu nè, đây ha, chạy ra là 162 thôi, 164 thôi. Chúng ta xem lại nha. Đấy ha, xong. À, anh bạn kia chạy xuống. Tiếp theo kịch bản của mình theo đây. À, chúng ta quan sát cái vòng tròn này nha. Vòng tròn này lúc đầu chúng ta không thấy có đúng không? Sau đó từ từ nó xuất hiện lên ở đó. Nó xuất hiện lên cùng với cái chữ bảo vệ nụ cười Việt Nam, nó chạy theo đường dẫn. Rồi chúng ta còn cái đó nữa là xong. Thì bây giờ mình có cái hình tròn này rồi. Tôi sẽ cho hình tròn này bán kính bự hơn là một chút xíu. À, bán kính hơn nên lớn chút xíu. À, cho nó bố cục nó chặt chẽ. Rồi. Bạn sẽ cho nó hiển thị ra, enable ra. Đúng không? Và nó hơi sượng thì chúng ta có thể vào rendering interpol này nè ha, interpolation chúng ta tăng lên cho nó khoảng 20 là nó tròn mềm ngay. Chúng ta sẽ mask chất liệu cho nó giống như bài mẫu là màu trắng. À, cái render là cái khối nét viết này cũng màu trắng luôn. À, tăng bóng lên một tí cho nó mượt mà ha, thì nó bóng bẩy. Rồi tôi sẽ hơi xoay một tí, tại vì nhân vật này của mình cái mặt mặt phẳng bên ngoài tôi hơi xoay, thì tôi cũng để anh bạn này hơi xoay xuống về. Rồi và hơi check vào bên trong đúng không, kéo chụp y vào bên trong. Đây vô sẽ có đây xí, trả lại perspective và chúng ta quan sát sao cho nó hợp lý một chút, xoay xuống tí nữa, nằm sát mặt sàn và lui xuống, chuyển thành vùng local nha, trục local và chúng ta kéo xuống. Đấy, nằm sát sàn cho mình ngon lành. Giờ bây giờ ảnh đi này, tới frame bao nhiêu bắt đầu nó mới được xuất hiện ha, thì tôi cho là hồi nãy là mình 250 đã bắt đầu mình viết xong đúng không, thì ngay lúc mà vừa viết xong thì anh bạn này xuất hiện. Vậy thì tôi sẽ kích phải vào, cho vào curve editor. Tôi sẽ chọn cycle và tôi cũng vô đây, tôi tạo visibility track tiếp. Tại đây tôi add một key vào, add một key nữa. Thì anh bạn này key đầu thì luôn luôn bằng 0 tại vị trí số 1. Số 1. Và giữ thẳng step cho tới vị trí 250 à, mới được xuất hiện đấy ha. Vậy thì anh bạn mình sẽ trước 250 sẽ không thấy gì hết, chúng ta thấy vậy thôi nhưng mà render không có thấy ra đâu ha, nên nó mới xuất hiện nè. Tiếp theo là mình sẽ cho chữ ra nè, ta gõ một dòng chữ tại vùng vùng nhìn top à, bảo vệ nụ cười Việt Nam, ta gõ vô đây save và chúng ta lấy text, chúng ta nhập ra đây một cái và chúng ta sửa lại nội dung ở chỗ này. À, chúng ta muốn gõ dấu tiếng Việt thì chúng ta kiểm tra xem là tiếng Việt mình đã mở chưa và kiểu gõ là gì nhá. Thì tôi đây tôi kiểu gõ tôi là Vini, tôi để phông Arial luôn, tôi gõ vào đây à, bảo vệ nụ cười để xem nhận không. Rồi Việt Nam thì cái chữ bảo vệ này có vấn đề ha, mình sẽ sửa lại một tí. Dấu số 3 này viết lại chữ A nha, A O số 3. Rồi ha, chúng ta do nó bị cập nhật lại cái giá trị hồi nãy là enable, bạn không muốn enable nữa là một.
Thứ hai là intro này không tăng 20, chỉ để nó lại 6 thôi. Đó, nặng lắm 3 luôn đi cho nó nhẹ cũng được. Đấy ha. Rồi. Tôi sẽ ít chút này. Ít chút. Nó chưa e. Rồi. Và nó size lớn lắm, tôi sẽ cho nó này nhỏ lại. Cỡ như vậy thôi. Rồi, tôi quay về ít chút. Tôi tăng lên khoảng 10 đi. Rồi, tôi sẽ cho theo chạy theo đường dẫn. Chúng ta cũng làm giống như hồi nãy là chúng ta vào modify, chúng ta lấy path deform. Và chúng ta bích vào đường dẫn là cái cycle này. Chúng ta move vô. Đấy ha, tôi trả lại các bạn đi, chúng ta thấy nè. Chúng ta sẽ để lại hai nhân vật để chúng ta quan sát kỹ ha. Một cái chữ và cái circle này thôi, alternate quy. Thì chúng ta thấy chữ nó chưa có nằm theo ý mình đâu, nó nằm ngoài cơ. Thì mình làm sao đây? Chúng ta sẽ chọn trục. À, chọn trục x. Như vừa nãy là trục z nằm vậy, trục y nằm vậy và trục x đó, nó nằm đúng theo. Rồi, tôi muốn là chữ nó chạy ha, mình chữ chạy tức là bưa xe này này, chúng ta thấy ạ. Tôi sẽ cho xoay lên nha. Xoay lên ạ. Đó. Chữ nó chạy lên nơi đọc được không? Vùng camera nó hơi chích xuống rồi. Đây ha. À, đúng không? Bên kia nó chạy xuôi chạy ngược vậy là đúng rồi ha. Rồi, chữ thì hiện bây giờ nó đang hơi bị nhỏ. Chúng ta sẽ trả lại vào đây, chúng ta tăng size lên tí. Rồi, về lại đây. Chúng ta sẽ để như thế này. À, để nhìn thấy được đúng không? Bảo vệ nụ cười Việt Nam. Rồi, mình biết được là tí nữa chúng ta sẽ chạy tới đây là âm 120. Mình sẽ cho anh chàng này là âm 120 từ bây giờ trước. Đó. Còn percent này mình để bằng không. Mình không ha, coi như không có tí xíu mình cũng ẩn đi. Tức là 250 nó chạy hay là xuất hiện đúng rồi, 200 230 280 đi ha, nó chạy tới 350. Nó nhấp lên rồi nó trở lại là hết ha. Vậy thì tôi cứ để ở đây là 300. Là 300 frame. Tôi sẽ bật auto key. Tôi muốn chạy xong là 350 đi, 350. Đấy, thì tôi nhập anh chàng này lên sao cho nó ấy, xin lỗi, trong này bằng không. Một trả lại một đầu ha. Chạy vô sen này này. Hình này chữ này nó chạy từ đây ra đây. Đó. Khi chạy ra tới nơi rồi thì tôi hơi cho cảm giác nó đứng lên như vậy tí ha, cho nó cảm giác nó dập dập một chút. Thế thì tôi mới tăng 120, tôi sẽ qua một tí. À, rồi. Dập vô. Dập ra và tôi lại dập vô nữa ha. Dập ra. Đấy. Thì đã thì những cái key này tôi để rất là sát vào nhau cho cái sự dập với nó rất là nhanh. Đó, đã ấn tượng hơn. Rồi mình xem ha. Chúng ta bắt đầu từ đây nó sẽ chạy từ frame 0, chúng ta sẽ kéo frame 0 lên tới frame thứ 300. À, tới 300 mới chạy ha. Thì bạn để đây gần 300 ở đây nè. Đó, rồi ha, bảo vệ nụ cười Việt Nam. À, khi tới nó vừa dập dập xong, dập xong rồi thì nó sẽ đẩy dày khối lên một chút nữa và chúng ta mới trở lại. Thì chúng ta sẽ bật auto key tiếp khoảng 370 đi. Rồi, bật auto key. Bạn sẽ quay trở về extrude. Rồi chúng ta diễn hoạt extrude ha, chúng ta tăng extrude dày lên. Rồi. Tới 380. Chúng ta cho trở lại 30. Thì lúc này nó sẽ có cái key lúc trước luôn, từ đầu luôn. Thì mình muốn ăn rằng ít chút là sau farm 350 có phải từ chỗ này luôn. Đấy ha. Vào đây đi. Rồi, chúng ta xem lại ha. Quay về bát đề form. Chúng ta thấy nè. Đây. Đó, trở về. Xong ha. Rồi mình xem lại từ chỗ 300. Rồi, xong. Bây giờ mình mát chất liệu vô. Ít chút lúc đầu tôi cũng để 30 đi cho nó dày một chút xíu.
Map chất liệu thì chúng ta đã có chất liệu hồi nãy chúng ta biên tập cho cái background là màu này rồi. Thì khi chúng ta muốn tiếp tục vào cho cái chữ này giống nhau như vậy, giống cái màu thì khỏi mất công biên tập lại. Thì chúng ta sẽ kéo từ ở đây vào thành phần diffuse cho một cái ô chất liệu mới. Sau đó chúng ta map và chúng ta show. Thì cái chữ này nó có cùng màu nhưng mà xanh này nó chưa có ra rõ, thì chúng ta có mới chúng ta biên tập lại, chúng ta để lại cái trạng thái khi mà nó đã đánh xuống như thế này ha. Rồi chúng ta điều chỉnh vô đây. À, nó đang ba màu đúng rồi, vậy thì chúng ta sẽ xoay lại nha, vào trong coordinate mình xoay lại zero, hồi nãy là 90 đúng không? À, để xem, hoặc là mình biên tập màu bằng ba màu này. Mình chưa có UV W map cho nên nó không hiển thị được, chúng ta áp vô đây một UV W map đó, mình thấy màu liền, fix nó cả bốc và fit này ha. Vậy thì mình không cần phải xoay 90 đúng không, mình sẽ để đúng giả đó là 90 hồi nãy giống vậy đi. Đấy thì có màu chuyển từ màu xanh sang từ màu xanh này sang màu xanh này. Nếu muốn thì chúng ta sẽ để thử coi zero, cái tiling này cũng zero luôn. Đang có màu trừ chuyển như đây cơ đây. Nếu mình muốn tôi thử xoay xem. UV W map. Xoay bằng tay. Không nghe. Wow, UV W map nằm dưới này hả? Vậy thì để xem. Rồi. Vậy là được rồi. À, nãy nó chưa cập nhật thôi. Màu đúng rồi ha. Rồi, alternate quỹ. Rồi, chúng ta coi lại cái camera. Sau đó chúng ta kiểm chuyện bằng camera ha. Chứ đây. Chúng ta quan sát hết từ đầu đến cuối. Chạy ra. Rồi ha. Thì có những cái chúng ta cần điều chỉnh. Thứ nhất là cái nét vẽ này mình cũng phải ẩn đi, tại vì mình không muốn nhìn thấy. Dummy thì không sao. Dummy thì họ không bao giờ thấy khi render ra, thì chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta cần cái miếng này. À, cái miếng này cũng phải được ẩn đi ha. Còn không thì bạn cũng có thể diễn lúc đầu bán kính nó bằng không, sau đó thì nó tăng lên thì nó viết. Như vậy thì cũng được. Thì vậy thì chúng ta sẽ cho thêm trước khi trên viết như thế này. Tại đầu tiên này đi. Tôi bật AutoKey lên. Xích đây tí đi. Gần 200 ha. Thì tôi cho anh bạn này bán kính bằng không. Bằng không là khỏi thấy đúng không? Rồi. Sau đó khi bắt đầu xuất hiện 200 bắt đầu viết ha. 299 được, tôi cho anh bạn này trở lại bán kính gốc của nó là 20. 30. Đấy ha. Trở lại. Vậy thì bạn thấy lúc đầu này không thấy gì hết. Nhưng mà nó lên từ từ, chúng ta sẽ kéo cái key này lên, chạy lên tới đây nha. 199. Đây. Rồi bắt đầu mới thấy viết, được chưa? Rồi. Giờ mình kéo cái này nè thì mình thấy là cảm giác là nó khớp, đúng không? Nhưng mà khi mình play mình mới thấy, chúng ta coi. Mở nắp ra đây. Đây, xoay ra. Thì cái chỗ này nằm hơi tĩnh một chút. Rồi, viết hơi chậm rãi. Rồi. Thì cái chữ này cần ẩn đi. Thì tôi cũng phải vào trong khởi editor tiếp. Text, tôi edit, tôi visibility. Rồi, tôi add key. Thì anh bạn này là tới 300 mới được xuất hiện, thì tôi add xong thì tôi nhập vào đây tại điểm không, thì điểm một frame bằng không bằng một thì anh bạn này bằng không và 300 anh bạn này mới được xuất hiện, và cái phần in của nó sẽ là một cái step đó, thì bạn thấy nó mất đi, nó không được phép xuất hiện cho đến khi đó, bắt đầu nó lên thì nó mới được chạy. Rồi.
Tôi điều chỉnh cái này lên cho một chút cho nó khỏi bị chìm xuống nước. Đó, rồi. Tôi sẽ kéo cái hình tròn này xích lên trên một tí xíu. À, khi mình kéo thì có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là nó nằm ở bên dưới cái mặt nước, mình phải kéo lên à, chỉnh trên vùng nhìn lép đi. Giờ sẽ kéo lên như thế này và à, chúng ta cũng xoay xuống sao cho nó song song với cái mặt nước. Chúng ta di chuyển sát xuống nào. Rồi cái chữ thì nó bị rơi ra, chúng ta phải cho nó vô trở lại bằng cách chúng ta chọn chữ, chúng ta move to back trở lại là nó trở vô. Rồi trở lại vùng nhìn camera thì chúng ta thấy bố cục mình đẹp đẽ hơn. Rồi chúng ta muốn diễn thật thêm một chút về camera thì ví dụ như cái cảnh đầu như thế này đó, thì chúng ta thấy chúng ta không muốn nhìn thấy gì hết thì tôi zoom nó như vậy được rồi, hoặc là mình cho lớn lên một tí, nhớ bật auto key ha, lớn lên xí vậy. Rồi đó, khi mà cái hộp nó chạy ra này thì chúng ta sẽ đó, scale nhỏ xuống về đó, hoặc là đầu tiên chúng ta để nhỏ đi, tôi muốn bỏ cái key đầu tiên này đi. À, không phải, cái này là của cái chữ mình đang chọn. À, mình sẽ chọn lại camera, camera số 1. À, hồi nãy chúng ta phát sinh key chúng ta bỏ đi. Rồi à, mình để tổng cục bày để tôi muốn nhìn thấy được cái con ghép. À, hoặc là lúc đầu mình muốn thấy ở ngay giữa ha, con ghép nó nằm ngay giữa thì chúng ta để nuôi ở giữa như thế này và mình zoom lớn lên. Tất cả những cái thao tác mà diễn hoạt camera mà chúng ta bật auto key thì nó đều được lưu lại hết. Thì nó như vậy đây, nhìn trọn vẹn cái hũ kem khung ghét của mình. À, thì cái thời điểm này tôi muốn nó nằm ở phía đầu tiên. Rồi đây, và bắt đầu kem nó mở ra, à, mở nắp. À, ta thấy nó chạy vô nè, à, nhìn nó dễ thương hơn. À, mở nắp nha, tới bắt đầu tuýp kem ở trong chạy ra đó, thì tới khoảng trăm tôi sẽ lấy bàn tay tôi ban nó qua đây đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chuyển động của mình nó sẽ đi đây, nó ngược là từ từ. Thì tôi muốn cái trạng thái mà nó chạy ra ban đây nè, à, nó giữ lâu hơn, nó giữ ở trạng thái này lâu hơn một chút xíu trước khi ban qua, thì tôi sẽ set một key ở đây. Tôi chọn camera và tôi xếp một kia ở đây. Đấy, thì nó sẽ giữ cái trạng thái này lâu hơn một tí xíu trước khi nó chuyển đi. Rồi ha, rồi bắt đầu tới đây thì tôi cho thu nhỏ lại hơn, ngay tại chỗ này luôn đi. Tôi thu nhỏ hơn ha. Tôi bật auto key trở lại và tôi scale nhỏ lại. Đấy, để mình thấy tổng thể. Thể ban hơi lùi xuống đây một chút xíu luôn. Rồi xem lại đây. Đó. Đó, thấy cái kèm nó dàn rất là lớn, sau đó thì thu nhỏ lại và thấy bạn mình đứng ra viết bài à, chữ con ghét. Rồi vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái phần tạo đối tượng, animation đối tượng, map chất liệu cho đối tượng. À, và bây giờ thì tôi muốn hướng dẫn chúng ta xuất phim ra, à, xuất ra một đoạn phim. Thì muốn xuất, trước khi xuất chúng ta nên save lại một cái. Rồi đây là tất cả mọi thứ chúng ta làm 3D hết rồi, và trong khuôn khổ đến đèn nữa nha, nếu đến đèn nữa thì chắc phải thêm 6 phim. Như vậy ở đây tôi không nói đến đèn, chúng ta sẽ xuất ra. Nếu chúng ta không làm background nước, background màu thì mình chỉ một để màu đen thôi ấy, thì những cái chuyển động mình vẽ xong chúng ta muốn đem sang xử lý phim, chúng ta biên tập với cái nền background chuyển động mình quay thật, ví dụ mặt nước mình quay thật hay mình ghép mặt nước biển đại dương thật, mình ghép với một cô người mẫu thật, rồi thì chúng ta sẽ ở bên này chúng ta sẽ xuất ra. Ở đây chúng ta sẽ xuất ra đuôi của mình, cái dạng thức của nó là chấm TGE. À, chúng ta sẽ xuất ra đuôi là TGE tạc ghe. À, thì lúc này nó chúng ta không có background thì khi xuất ra nó sẽ lưu dòng kênh alpha cho mình.
Và khi mà biên tập và xử lý cái phần mềm xử lý phim thì nó khi chúng ta sử dụng keying nó sẽ lọc hết background, nó chỉ còn sản phẩm chạy thôi và chúng ta tha hồ ghép với các layer khác. Còn bây giờ tôi muốn xuất nguyên ra đoạn phim thì tôi sẽ chọn ở đây là AVI hoặc là MOV nha. Thì đây tôi chọn AVI và ở đây tôi sẽ để sang một cái vùng, tôi để ở trong cái folder đang làm việc của tôi đây, và tôi đặt tên đó. Đó, xuất Colgate rồi save. Khi mà save như vậy họ sẽ nói rằng bạn có chọn chế độ nén nào hay không, hình như ân compress là không nén gì hết thì nó hơi nặng, thì tôi chọn ở đây là Embed Compressor, nén là chế độ Embed, và tôi để 100% chất lượng của nó, tôi ok. Đồng thời mình kiểm tra coi bây giờ mình xuất kích thước bao nhiêu ha. Thì bây giờ tôi sẽ show save frame lên chúng ta coi vào đây. Đấy, đây là khung cảnh mình sẽ xuất. À, thấy đồng ý khi bạn để thì tôi xuất 6448. Đấy. Nếu mà về sau này chúng ta làm, chúng ta muốn xuất ra cái chuẩn NTSC hay chuẩn band cho TV thì chúng ta sẽ mở danh sách output size ở đây và chúng ta chọn ở đây là NTSC DV1 hoặc là NTSC DV video hoặc là band. À, bây giờ nếu mà bạn chuẩn cho HD, chúng ta sẽ chọn xuống đây. Thì cái cỡ của nó sẽ đây là chuẩn HD. À, thì tự động nó căn chuẩn HD cho mình. Còn nếu là chúng ta chọn NTSC DV thì nó căn theo chuẩn TV DV nhá. Hoặc là đài truyền hình Việt Nam thì chúng ta dùng hệ band thì chúng ta chọn band band 1 B hoặc là band thường thì nó sẽ chỉnh theo hệ band cho mình nhá. Ở đây thì tôi sẽ xuất ra dạng ban cũng được, tôi để như vậy ha. Rồi tôi kích. Bây giờ nhớ vào đây chúng ta có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là output chúng ta xuất bao nhiêu frame. À, nếu để single giờ tôi render được có một frame thôi, tôi sẽ chọn vào đây active time segment tôi có 400 frame xuất hết dùm. Sau đó tôi sẽ chọn kích cỡ output của mình đó, là output theo dạng nào. Đó, là dạng phim hay là dạng NTSC, ban hạn HD hoặc là dạng dành cho web. Nha. Rồi dưới đây chúng ta sẽ chọn là xuất ra cái file tên gì ở đâu, dạng thức gì, nó là JPEG hay là TGA, tạc ga hoặc là vim phim AVI hoặc là phim MOV. Sau đó chúng ta kích render. Thì đây là cái cảnh chúng ta có. Bây giờ tôi sẽ ngừng.